sau những sợ hãi. Sao yêu thương vẫn còn đây sót lại, tại anh sai hay tại nỗi đau trong em là sai. Sao những sợ hãi, sao mong manh, sao nỗi nhớ thêm dài, để lại giang dở cho cả hai. Nếu yêu em là sai thì sao trái tim anh nghe thật lại, mắt môi cười mà lòng đắng hoen men lệ cay. Nếu yêu em là sai, vòng tay hững hờ mà hồn buồn tê tái, phải chăng em là điều gian dở ngọt ngào? Cuộc sống vẫn trôi qua đi, nhưng sao trong lòng anh như quay ngược lại. Khoảnh khắc mong manh trong em, trong anh là mơ hay là điều bơ ngơ? Điều tiếp theo sẽ là gì? Em và anh chẳng ai hay, là ngày mai là điều gian dở ngọt ngào. Là ngày mai là điều gian dở ngọt ngào. Có thể trong mắt em anh là người không đáng tin, làm ăn thì bất chấp, nhưng đối với anh, khi đã yêu một ai đó thật lòng, dù bất cứ một người nào khác lao tới, anh cũng sẽ tìm cách đẩy họ ra.